Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm qua, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn trên đà tăng chậm. Các tỉnh vùng núi trời còn rét với nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ. Ở các tỉnh đồng bằng Trung Du và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm qua phổ biến từ 19 đến 22 độ, thậm chí là vùng ven biển có nơi còn ở mức xấp xỉ hoặc trên 23 độ. Còn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, nhất là tại khu vực Bắc Trung Bộ, nền nhiệt có cao hơn đôi chút. Như vậy là trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tiết trời chỉ còn hơi rét về đêm và sáng sớm. Tại các tỉnh thành phía Nam, cụ thể là tại khu vực Nam Bộ, do ban ngày có nắng kéo dài kèm theo tiết trời oi nóng, nên từ tối về đêm thì mặc dù nền nhiệt đã giảm đáng kể, nhưng tiết trời oi nóng cũng chỉ giảm được đôi chút. Chỉ từ thời điểm từ đêm về sáng thì thời tiết trên khu vực mới mát mẻ hơn, với mức nhiệt thấp nhất ở mức 24 đến 26 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì thời tiết từ đêm về sáng ở khu vực luôn ở mức dưới 20 độ. Ở thời điểm hiện tại thì trời vẫn còn khá nhiều mây, âm u với sương mù lan tỏa hầu như khắp mọi nơi, khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống. Do vậy, các phương tiện tham gia giao thông cần hết sức lưu ý, lưu thông với tốc độ vừa phải để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đó đến khoảng gần trưa thì mây sẽ mỏng dần và trời tiếp tục chuyển được nắng. Tuy nhiên thì nền nhiệt trong ngày hôm nay được nhận định rằng sẽ giảm hơn so với ngày hôm qua một chút, phổ biến từ 25 đến 27 độ. Sau đó thì đến khoảng đêm nay và rạng sáng ngày mai, nhiều khả năng sẽ có một khối không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Đợt không khí lạnh lần này được nhận định có thể sẽ gây ra một đợt mưa dông mạnh cho các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay. Đồng thời thì nó cũng làm cho nền nhiệt trên toàn khu vực giảm đi đáng kể và trời trở rét. Với các tỉnh ven biển khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết vẫn phổ biến ít mưa và có nắng. Bên cạnh đó thì thời tiết ít mưa và nắng nhiều cũng bao trùm xuống đến cả phần cực nam của lãnh thổ nước ta. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là những nơi duy trì được số giờ nắng khá cao, nhiệt độ ban ngày hầu hết đều trên 30 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ lên xấp xỉ 34-35 độ, trời khá oi nóng. Về đêm thì ở khu vực Tây Nguyên trời rét với nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 20 độ. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên từ gần sáng ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, rãnh áp thấp bị cao lục địa phía Bắc nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam. Do vậy, các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết có xu hướng chuyển dần nhiều mây, mưa sẽ xuất hiện từ các khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó lan dần xuống phía Nam và tới các tỉnh ven biển Trung Bộ, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Còn tại các tỉnh miền Nam, thời tiết ít thay đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi từ 28 đến 30 độ, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 16 đến 18 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, đêm và sáng sớm nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh thành trên cả nước đều ổn định, hầu hết các nơi đều không có mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ với lượng không đáng kể và nắng trải dài khắp mọi nơi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!